Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời, người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm được như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi độ xuân về, ai trong chúng ta cũng thuộc lòng và thích nghe bài hát Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tại sao người ta đón xuân này mà nhớ xuân xưa? Bởi vì xuân xưa người ta còn yêu nhau, nhưng xuân này họ không còn thương nhau nữa, không còn nên mới nhớ, mới thương. Còn chúng ta hôm nay thì sao, kính thưa quý ông bà và anh chị em? Đón xuân này có phải khác xuân xưa không? Đón xuân này phải khác xuân xưa. Khác ở chỗ, xuân xưa ta buồn vì ta đau khổ, ta nghèo, ta bệnh tật. Xuân xưa ta tội lỗi. Xuân này ta trở nên vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và thánh thiện hơn. Nhờ chúng ta biết cậy trong, biết tín thác vào Chúa và sống lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, qua mọi mùa của một năm. Vì chưng lời Chúa nói trong bài đọc 1 rằng: Này đây ta sáng tạo trời mới đất mới, còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa? Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và mãi luôn hoan hỷ vì những gì chính ta sáng tạo. Phải, này đây ta sẽ tạo Jerusalem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Nơi đây sẽ không còn tiếng khóc than kêu ca, và nơi đây sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu và người già tuổi thọ không tròn. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu trong ngày đầu năm này Ngài đã nói rằng: Anh em phải nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Tức là năm mới này chúng ta phải đổi mới, chúng ta phải có một đời sống mới. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những ngày đầu xuân chúng ta thấy rõ rằng thiên nhiên cũng đã đổi mới với sự phục hồi của cây cỏ, hoa đào, hoa mai và muôn hoa đua nở trong những ngày đầu xuân. Phố phường đổi mới với những căn nhà mới quét dọn sơn sửa, hòa vào cái mới của đất trời, của xã hội, lòng người cũng đổi mới nôn nao trong niềm vui, hy vọng, đổi mới bản thân và đổi mới cuộc đời. Đầu năm, ai cũng mong muốn cúng tiễn những điều xấu và bệnh dịch của năm Canh Tý, và rồi cũng mong đón nhận những ngày tháng tươi đẹp và hạnh phúc của năm Tân Sửu này. Niềm mong ước đó được thể hiện qua những cố gắng giữ vẻ đẹp tươi cười, không tức giận, không nói những lời thô tục, những điều rủi ro, nhưng chỉ nói những điều tốt đẹp, đối xử hòa nhã với mọi người trong những ngày Tết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phút giao thừa tối hôm qua thật là thiêng liêng. Nó đánh dấu một khởi đầu mới. Người Á Đông chúng ta tin rằng sống tốt đẹp vào những giây phút đầu tiên sẽ có ảnh hưởng tốt đến cả năm. Nên, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi dịp Tết là một lần khuyến khích chúng ta cố gắng sống đời sống mới, đổi mới bản thân để có một năm mới thánh thiện và hưởng được phúc lộc thọ của Thiên Chúa mùa xuân ban cho mỗi người chúng ta trong thánh lễ minh niên này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Đổi mới đời sống là điều Đức Giêsu tha thiết và mong muốn nơi mỗi người chúng ta. Cho nên Ngài không ngừng mời gọi chúng ta hãy từ bỏ con đường tội lỗi xưa cũ để bước vào một con đường mới, con đường của tự do, con đường thánh thiện của con cái Thiên Chúa. Vì vậy, Ngài không ngừng mời gọi chúng ta hãy trở thành bầu da mới để có thể chứa đựng rượu mới là tin mừng cứu độ của Người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày Tết chính là cơ hội cho chúng ta thực hành lời Chúa dạy, tích cực đổi mới đời sống nên thánh thiện hơn, tốt đẹp hơn, tươi sáng và rạng ngời hơn trong năm mới Tân Sửu này. Để được như thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta phải bắt đầu sống một tâm tình đổi mới ngay trong những ngày Tết này. Chúng ta ý thức rằng đừng chỉ vì giữ những hình thức bên ngoài mà phải có tâm tình ở bên trong. Cho nên khi chúng ta thăm viếng, chúng ta chúc tuổi nhau trong những ngày đầu xuân này với những câu chúc tốt đẹp, hay chúng ta lì xì những vật chất cho nhau trong những ngày Tết, đừng làm như một hình thức xã giao hay như một thói tục bắt buộc, nhưng hãy có lòng yêu mến và kính trọng thật sự nơi cử chỉ và lời nói của chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta hãy đón tiếp mọi người đến thăm nhà chúng ta hay chúng ta gặp gỡ ở ngoài xã hội như chúng ta gặp gỡ và đón tiếp Chúa vậy. Cho nên Chúa Giêsu ngày hôm nay dạy cho chúng ta một bài học yêu thương độc đáo của người Công giáo rằng hãy yêu thương đồng loại, kể cả kẻ thù của mình, và cầu cho những người ngược đãi anh chị em. Vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta sống tâm tình tin mừng này trong những ngày Tết, chúng ta góp phần xây dựng một mùa xuân mới, một mùa xuân trên quê hương của chúng ta đầm ấm, ấm no và hạnh phúc, đặc biệt là một mùa xuân tràn đầy tình thương. Một mùa xuân ấy hiện hữu ngay trong những ngày chúng ta đang sống và mai ngày chúng ta về với Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân trên nước trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang bước vào năm mới Tân Sửu. Ước gì qua lời Chúa ngày hôm nay, xin Chúa là Chúa của mùa xuân ban cho mỗi người chúng ta luôn sống trung thành và quan tâm đến Chúa và với nhau trong những ngày của năm Tân Sửu này. Trong cuộc sống này, ngõ hầu nhờ ơn Chúa, mỗi ngày chúng ta trở nên hoàn thiện như Cha chúng ta ở trên trời là đấng hoàn thiện. Có như thế, chúng ta mới hân hoan ca hát rằng: ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn.